Không nhìn bài nhau nha. Test đầu giờ. Có 15 phút thôi. Thì chép lại đề lên đây. Hai bài. Mỗi bài 5 điểm. 8 trên căn x, giải hệ phương trình 8 trên căn x trừ 3 cộng 1 chia trị tuyệt đối của 2y trừ 1 bằng 5. Không so đáp số nhau nha. Phương trình thứ hai trừ 4 trên 3 trừ căn x cộng 1 trên trị tuyệt đối của 1 trừ đi 2y bằng 3. Bài số 5 nó là bài 2 trong bài kiểm tra của chúng ta. 1 trên trị tối của x trừ đi 1, xin lỗi trừ 2 cộng 1 trên trị tuyệt đối của y trừ 1 bằng 2. Phương trình thứ hai, 2 trên trị tuyệt đối của x trừ đi 2 trừ đi 3 trên trị tuyệt đối của y trừ 1 bằng 1. Mỗi câu 5 điểm. Thôi nha, dừng nha, dừng nha, dừng không làm nữa nha. Thì chấm và chữa bài này. Trước hết ôn qua về cái trị tuyệt đối, căn nghĩa các thứ đã. Điều kiện xác định của căn fx đó là fx phải lớn hơn bằng 0, lớn bằng 0. Điều kiện để a trên căn của fx xác định đó là fx nó phải dương, fx nó phải lớn hơn hẳn 0, không được bằng 0. Điều kiện của chúng ta luôn có trị tuyệt đối của một biểu thức, trị tuyệt đối của a thì luôn lớn bằng 0 với mọi a luôn, với mọi a nó luôn lớn bằng 0. Với mọi a luôn lớn bằng 0 rồi. Kiến thức tiếp là nếu chúng ta có trị tuyệt đối của x mà bằng một số a mà a đã lớn hơn 0 rồi ấy, a đã lớn hơn 0 thì chúng ta có thể biến đổi tương đương luôn. Nó có hai trường hợp không cần phải xét dấu của x đâu. X bằng a hoặc x bằng âm a, hai trường hợp luôn, không cần phải là nếu x lớn bằng không, nếu x bé bằng không, không cần thế. Thế nhá. Khi giải hệ phương trình, giải phương trình thì chúng ta cần phải chú ý đặt điều kiện xác định của phương trình, hệ phương trình đó. Ở lớp 9 mới điều kiện là gì? Biểu thức dưới mẫu khác không? Tất cả các mẫu khác không? Điều kiện nữa là gì? Biểu thức trong căn lớn hoặc là bằng không, lớn hơn hoặc bằng không. Còn mẫu thì chỉ cần khác không thôi, đừng nhầm lẫn nhá, đừng nhầm lẫn. Cái trị tuyệt đối luôn lớn bằng không chứ không phải luôn lớn hơn không, tức là nó vẫn có thể bằng không được. Nó vẫn có thể bằng không chứ, bảo ui rồi em thấy trị tuyệt đối lúc nào chả dương ấy. Dương thì nó bằng không làm sao được, nên là đâu đâu cần phải đặt điều kiện, không phải thế, vẫn phải có điều kiện, nhớ nhá. Nếu các bạn mà đặt a đặt b ấy, đưa về hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn bằng cách đặt ẩn số phụ để đưa về hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn thì nếu đặt điều kiện của AB thì các bạn phải đặt điều kiện chính xác của AB, còn không thì thôi, không cần đặt điều kiện của AB cũng được, nhưng nếu đặt thì phải đặt đúng chính xác điều kiện của A và B nhá. Thế còn chúng ta cũng giải nên bằng cách là gì, không đặt điều kiện, không đặt ẩn phụ mới, không đặt ẩn phụ mới. Đặt ẩn phụ mới thì trông nó gọn hệ phương trình hơn. Đấy. Thế nhưng mà nó hơi khó trình bày hơn một chút. Nhá. Thì trong cái đáp án của sở thầy thấy họ thường là không đặt. Đấy. Không 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 đặt thêm ẩn phụ. Thế tiếp theo là chúng ta phải nhớ rằng là trị tuyệt đối của A trừ B và B trừ A là nó bằng nhau. Nó bằng trị tuyệt đối của B trừ A. Hai này bằng nhau. Hai trị tuyệt đối này bằng nhau. Thầy chữa cái bài 1 nhé. Chữa bài 1 này. Trước hết là điều kiện xác định. Thì cho một điểm. Điều kiện xác định. Điều kiện xác định ở đây là biểu thức trong căn lớn bằng không có x. X phải lớn bằng không. Biểu thức dưới mẫu phải khác không. Căn x khác 3 ra x khác 9. Căn x khác 3 ra x khác 9. Có thể tính nháp và ghi kết quả lại được. Cái phần điều kiện xác định này không cần phải trình bày nó ra, chỉ cần ghi kết quả thôi, là 2y trừ 1 khác không, nó trị tuyệt đối luôn lớn bằng không. Bây giờ chúng ta chỉ cần nó khác không thôi. 2y trừ 1 khác không tương đương 2y trừ 1 khác không, y khác 1 phần 2, y khác 1 phần 2
phần này cho một điểm nhá. Đây, một điểm. Nếu mà ai lỗi phần này, một là điều kiện thiếu, hai là không đặt điều kiện, mất một điểm đã. Chỗ này một điểm. Sau đó thì các bạn có thể đặt nhé. Thầy nói có thể thôi, chứ thầy sẽ giải theo kiểu không đặt ạ. Trước hết là chúng ta viết lại cái hệ phương trình này là tương đương với này. Viết lại hệ ra nhé. Sau tương đương thầy không viết nhé. Đây có rồi. 8 trên chúng ta phải đổi lại cái chỗ này là căn x trừ 3 này nó giống ở đây. Đây ở trên tử này, à, ở trên này phương trình 1 này, đây là căn x trừ 3, còn đây nó cho là 3 trừ căn x. Sau đó chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với âm 1 để đổi cái này sang, đổi thành căn x trừ 3. Chúng ta có 8 chia cho căn x trừ 3. Đấy, phải để ý nhá. Rồi cộng với lại 1 trên 2y trừ 1 trong trị tuyệt đối bằng 5. Rồi phương trình dưới này, chúng ta nhân cả tử và mẫu với âm 1, ta được 4 trên căn x trừ 3, cũng thành căn x trừ 3. Có bạn vừa rồi đi thi lại nhầm cái này. Đưa đây đổi thành 2y trừ 1 trị tuyệt đối lại cho dấu trừ đây, không phải thế. Đây vẫn là dấu cộng. Ở dưới mẫu này viết thành là 1 trừ 2y trong trị tuyệt đối nó bằng trị tuyệt đối của 2y trừ 1. Hai cái này bằng nhau. Trị tuyệt đối 3 trừ 5 với 5 trừ 3 là bằng nhau. Thì nó bằng 3. Thế là đến đây thì các bạn có thể đặt A bằng, có thể đặt thôi nhé. A bằng 1 trên căn x trừ 3. Nếu đặt A bằng 1 trên căn x trừ 3 thì điều kiện chính xác của A là gì? Đố các bạn biết. Điều kiện chính xác của A là A khác 0. Nó chỉ khác 0 thôi nhé. Nếu đặt này thì có điều kiện là A khác 0. À, nếu đặt là B bằng 1 trên trị tuyệt đối của 2y trừ 1. Nếu đặt như thế này thì điều kiện chính xác của B là gì? Lớn hơn 0. B lớn hơn 0. À, B lớn hơn 0. Đấy, một chia mấy cũng khác không ạ, nhưng mà thôi thầy không đặt nhé, thầy không đặt đấy. Thầy sẽ giải bằng cách là khuyến khích giải phương pháp cộng đại số ạ. Ở đây thầy trừ vế hai phương trình cho nhau, cái này trừ vế chúng ta sẽ được là 4 trên căn x trừ 3, cái này trừ hết rồi bằng 2 rồi, và giữ lại một trong các phương trình. Giữ lại phương trình nào thì giữ phương trình mà giúp chúng ta tính được một trên căn một trên trị tuyệt đối của 2y trừ 1, thầy sẽ giữ phương trình 1. À, phương trình 1 được, phương trình 2 được, giữ phương trình 2 hay hơn. Thì thầy rút luôn cái 1 trên trị tuyệt đối của 2y trừ 1 ra. Thì nó sẽ bằng là 3 trừ cái này, 3 trừ đi 4 trên căn của x trừ đi 3. Đúng rồi, hay quá. Tương đương với 4 trên, cái dấu tương đương này mà viết được ở giữa thì tốt. Giữa cái dấu hệ này, ký hiệu hệ này. 4 trên căn x trừ 3, à thôi giải luôn nhỉ. Căn x trừ 3 sẽ bằng, cẩn thận chỗ này nhé, căn x trừ 3 sẽ bằng 2. Chúng ta có thể thay luôn này, 4 chia 2 bằng 2, nhầm luôn. Nhưng mà lại nhầm thành là căn x trừ 3 bằng 2 chia 4 bằng 1 phần 2, không được. Nhưng bây giờ mình để tránh cái sai sót đó, mình có thể thay luôn mà. Căn x trừ 3 bằng 2, đây nhầm luôn, 4 chia 2 bằng 2, đúng rồi. Đấy, kiểu như thế. Thế cái này bằng 2 rồi, mình thay nó vào. Vậy 3 trừ 2 là 1. Vậy 1 trên trị tuyệt đối của 2y trừ đi 1 bằng 1. Rồi, tương đương với căn x bằng 5 và trị tuyệt đối của 2y trừ 1 bằng 1, cũng có thể nhầm luôn nha, 2y trừ 1 bằng 1, đó không phải đặt đích gì cả, đúng không? Chỗ này thì nếu đặt thì phải có điều kiện, nên có điều kiện, và điều kiện về chính xác của A, nó phát sinh điều kiện nên là thầy không khuyến khích đặt. Đấy, cái này x nó sẽ bằng 25, và trong đề sở, trong đáp án sở thì thầy cũng không thấy người ta đặt. Nên là chúng ta cũng không nên đặt nhé. 2y trừ 1 sẽ bằng 1. 2y trừ 1 bằng âm 1. Đến đây thì thầy thấy rằng là có một số bạn thì lại sẽ chia cả hai, chia hai trường hợp là trường hợp thứ nhất 2y trừ 1 lớn bằng 0, trường hợp thứ hai 2y trừ 1 nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Thì nó lại hơi bị lỗi một tí. Một là không cần thiết, hai là nó bị lỗi. Bởi vì 2y trừ 1 mình đã đặt nó khác 0 rồi. Nên nếu xét thì chúng ta chỉ cần xét hai trường hợp là 2y trừ 1 lớn 0, nó nhỏ hơn 0 thôi. Thế cái này ra là x bằng 25. X bằng 25. Y sẽ bằng, nhầm luôn. Y sẽ bằng 2, y bằng 1. Chuyển sang đây là 0, y bằng 0. Thế chúng ta có thể viết là tương đương với x bằng 25. X bằng 25. Y đây ghép một trong hai cái y này. X bắt buộc phải bằng 25 rồi. Y được chọn một trong hai, hoặc bằng 0 hoặc bằng 1. Thế là y bằng 1 hoặc x bằng 25. X bằng 25, y bằng 0.
Và đến bây giờ thì em ghi ở đây là thỏa mãn điều kiện, thỏa mãn điều kiện. Ghi ở giữa thì coi như là chung, còn không thì ghi ở đây thỏa mãn, đây thỏa mãn được. Đến bây giờ thì cũng có một vẫn thấy một số bạn viết tập nghiệm sai. Vậy nó có hai nghiệm ạ, hệ này có hai nghiệm ạ. Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là, vậy tập nghiệm của hệ phương trình là S bằng nó là một bộ, nó là những bộ số như sau: 25.1 rồi tiếp 25.0 rồi tất cả cho trong này. Đấy, xong bài 1. Để các bạn sửa bài đi. Xong bài 1. Bài 1 xong nhá. Có ai sai không? Đấy. Thì cái phần kết luận này 1 điểm. Kết luận xong 1 điểm đi. Ai mà kết luận sai mất 1 điểm. Cái phần giải hệ này thì là 3 điểm. 3 điểm. Trong đó nếu ai đặt A, B mà điều kiện không có điều kiện thôi không sao, mình có điều kiện mà điều kiện sai ấy, không phải điều kiện như thế này ấy, thì các bạn sẽ bị trừ 0,5 điểm chỗ này. Cái điều kiện sẽ xin lỗi trừ 0,5 điểm. Tại bài này 5 điểm cơ mà. Đấy, các bạn tự chấm như thế đi. Đấy, chỗ nào mà không hiểu là chỗ này có bị trừ điểm không thì bảo thầy. Tự chấm nhá. Chấm được chưa? Thầy đi vào cái bài số 2. Đấy, đổi thế nhá, nhớ ghi cả cái này vào cho thầy. Tiếp tục thầy chữa cái bài số 2. Bài số 2 cũng thế, điều kiện xác định sẽ 1 điểm, 1 điểm với điều kiện xác định này. Bài số 2, ở trong bài số 2 thì điều kiện là các mẫu khác không thôi, các mẫu khác không, trị tuyệt đối của x khác 2, x khác cộng trừ 2, chúng ta nên viết là x khác 2, x khác trừ 2 ra nhé, khác trừ 2 tách ra, không ghi cộng trừ nữa. Rồi là trị tuyệt đối của y trừ 1 khác không, y trừ 1 khác không, y khác 1, y khác 1. Đấy, điều kiện này. Sau đó thì viết lại hệ phương trình vào trong bài thi, đề cho như nào viết y như thế vào. Rồi thì tiếp tục chúng ta tiến hành giải nó thôi. Đặt cũng được. Đó, đặt thì A sẽ là khác không, còn B cũng sẽ lớn hơn không ạ. A khác không, B lớn hơn không. Sau khi có A có B rồi chưa kết luận luôn nhá, phải thay vào để tính xy tiếp. Tùy theo thói quen của mỗi người, đặt cũng được không đặt cũng được không sao thì hệ này thì nó giống nhau rồi đúng không? Trị tuyệt đối của y trừ 2 giống đây rồi, trị tuyệt đối của y trừ 1 ok giống rồi. Vậy là sau khi viết xong hệ này chúng ta có thể nhân 3 ở trên rồi cộng với lại. 3 trên trị tuyệt đối của x trừ đi 2 cộng với 3 trên trị tuyệt đối của y trừ 1. Nhớ là nhân cả hai vế nhá. Ngày xưa có một chị ở bên Triệu Việt Vương ấy, đó đi thi thế. Bên này nhân nhưng mà bên kia không nhân, xong cuối cùng kết quả đẹp ơi là đẹp ấy, đẹp hơn cả đáp án luôn. Thế là chủ quan. Nói sai, sai bài hệ mất toi 1 điểm. Phải nhân hai vế. Đó, đây nhân 3 bên này cũng phải nhân 3. 3 2 nhân 3 là 6. Thì ở dưới này ta dựng nguyên đi. 2 tất cả trên trị tuyệt đối của x trừ đi 2 trừ đi 3. Khuyến khích là cộng vế để cho nó đỡ nhầm dấu. Nó bằng 1. Sau đó thì chúng ta cộng vế lại. Cộng vế lại 3 cộng 2 là 5. Đấy, 5 trên trị tuyệt đối của x trừ 2. Không khuyến khích đặt ẩn mới nhá. Bằng cộng vế 6 cộng 1 là 7. Sau đó thì giữ lại một trong hai phương trình, mà phương trình nào giúp chúng ta dễ dàng tính được cái ẩn còn lại. Thì trong hai phương trình này chúng ta sẽ chọn cái phương trình đầu, nó đơn giản hơn. Chọn phương trình đầu thì chúng ta rút luôn ra trị tuyệt đối của y trừ 1, 1 trên trị tuyệt đối y trừ 1 sẽ bằng 2 trừ đi 1 trên trị tuyệt đối của x trừ đi 2. Tương đương với, chúng ta kéo cái phân số phải kéo hết nhé, chứ nếu để ngắn ngắn như thế này là mất điểm ấy. Đó. Và đọc kỹ vào xem nào, cái dấu cộng dấu trừ hoặc đề nó có chỗ nào mờ nghi ngờ không.
Thế là chúng ta tính được 1 trên trị tuyệt đối của x trừ đi 2. Cứ tính cái 1 trên này đã thì bằng 7 phần 5. 7 phần 5 chia 5 xuống, chia cả về cho 5 đấy. Và chúng ta thay nó vào 1 trên trị tuyệt đối của y trừ 1. Cẩn thận nhá, ở trong ngoài viết cẩn thận vào. Bằng 2 trừ đi 7 phần 5. 2 trừ đi 7 phần 5. 2 trừ 7 phần 5. Để chúng ta lộn ngược nó lên, tương đương với trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng 5 phần 7. 5 phần 7 và trị tuyệt đối của y trừ 1, trị tuyệt đối của y trừ 1 sẽ bằng 10 phần 5 trừ 7 phần 5, 3 phần 5, lộn ngược lên là 5 phần 3. 5 phần 3 tương đương với trị tuyệt đối của x bằng 24, 19 phần 7. 19 phần 7, thấy anh tính sai rồi nhá. Trị tuyệt đối của y trừ 1 sẽ bằng 5 phần 3. Và chúng ta tính ra x. X sẽ bằng cộng trừ 19 phần 7. Tôi viết cộng trừ cũng được. Và y sẽ bằng 1. Chúng ta thêm một bước nữa cũng được. Nó y trừ 1 bằng cộng trừ 5 phần 3. Tức là y nó sẽ bằng là 1 cộng 5 phần 3 là 8 phần 3. 8 phần 3 hoặc y sẽ bằng trừ 5 phần 3 trừ đi 1. Xin lỗi, 5 phần 3 vừa rồi là 5 phần 3 cộng 1. 5 phần 3 cộng 1 ra 8 phần 3. Thế còn trừ 5 phần 3 cộng 1 là trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Thế là x có thể chọn một trong hai giá trị, y cũng chọn một trong hai giá trị. Cuối cùng hệ phương trình này có mấy nghiệm các bạn ơi? 4 nghiệm. Các bạn ghi chữ thỏa mãn điều kiện. Có điều kiện là phải ghi nhé. Thỏa mãn điều kiện thôi, viết tắt cũng được. Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là, hoặc là hệ phương trình đã cho có 4 nghiệm. Vậy tập nghiệm của hệ phương trình đã cho là S bằng, chúng ta viết đúng ấy nhá, đúng ký hiệu nhá. X trước y sau, 19 liệt kê hết ra, 19 phần 7 ghép với 8 phần 3 rồi là 19 phần 7 ghép với trừ 2 phần 3, cứ viết tay ra, đừng ghi cộng trừ 19 phần 7 khi kết luận. Rồi là âm 19 phần 7, 8 phần 3, rồi là trừ 19 phần 7, trừ 2 phần 3. Xong đấy. Đó. 2 phần 3. Các bạn sửa lại đi. Đó, các bạn sửa lại. Thế còn nếu đặt AB thì không khuyến khích đặt AB, nhưng đặt AB thì có điều kiện đúng vào. Đây một điểm, còn chỗ kết luận này một điểm, kết luận sai trừ một điểm. Chỗ này 3 điểm. Đây thì chữa nốt cái bài tập về nhà này. Bài này, bài bên này của bạn Hoàng Lan. Đây, hệ phương trình chứa căn và chứa trị tuyệt đối. Điều kiện ở đây là x lớn bằng trừ 1 phần 2. Đúng rồi, 1 cộng 2 x lớn bằng 0. X lớn bằng trừ 1 phần 2. 1 trừ 3 y khác 0 và y khác 1 phần 3. Chỗ này em ghi chấm phẩy cho thầy nhá, Hoàng Lan. Đấy, không đặt ẩn phụ, không cần đặt. Đó. Sao? Cái này tương đương thì em phải đánh dấu vào đây là hệ phương trình sao hay hệ phương trình 1, 2 gì đó. Sao tương đương với? Chứ đừng để tương đương ở đây. Nó phải ghi vào. Cái gì tương đương? Không phải. Nếu em ghi tương đương này thì người ta sẽ hiểu là điều kiện xác định này tương đương đấy. Được chưa? Em phải đánh dấu vào đây này. Đấy. Đánh dấu tên đây. Cái hệ phương trình này tương đương với. Đó. Hệ phương trình này với điều kiện là em chép lại cái hệ từ đề bài vào nhé. Từ đề bài. Em làm hệ bao giờ em cũng chép cái hệ này vào bài và đề đã. Đó, được chưa? Sau em đánh tên hệ vào đây. Đó. Hoặc nếu không chép hệ ở đây thì mình ghi điều kiện xác định đã, bắt đầu mình chép hệ ở đây. Thế cũng được, tức là làm luôn. Sau đó bạn ấy khuyến khích làm bằng cách cộng đại số ạ. Cộng đại số thì mình sẽ làm cho hệ số của một thằng nó đối nhau, sau cộng lại. Làm đối nhau nhá, cộng lại nhá. Nó hay hơn là làm bằng nhau rồi trừ đi. Ở đây bạn ấy đang làm cho hệ số của căn 1 cộng 2x bằng nhau rồi bạn ấy trừ đi. Cái trừ thì nó lại dễ sai hơn là cộng. Rồi cũng được, không sao, bạn nhân 3 vào đây, nhân 3 vào đây. Nhớ nhân cả hai vế nhá. Rồi, còn cái này là 6, 7. Cái này là nhân 2. À, trên bạn ấy nhân 2, dưới này bạn ấy nhân
trên bạn nhân 3 dưới bạn nhân 2. 6 cộng 9 15. Ok, nhân 2, nhân 2, nhân 2 50. Cùng đổi thành là 1 trừ 3y, bạn đổi là chị tới 1 trừ 3y đúng rồi. Sau đó trừ về này. Trừ trên cho dưới, trên bạn ấy trừ cho dưới. Cái này hết, 9 trừ đi cái này bằng trừ 5, 9 trừ 14 bằng trừ 5, bằng 15 trừ đi 50 phần 3, lấy máy tính mà tính. Đó. 15 trừ 50 phần 3, 45 là trừ 5 phần 3, đúng rồi. Sau đó giữ lại một trong các phương trình. Giữ lại một trong các phương trình giúp chúng ta tính được căn của 1 cộng 2x. Thì theo thầy thì em cứ giữ luôn một trong các phương trình ở đây, em giữ phương trình 1 thì em giữ luôn cái phương trình này này. Tức là em rút gọn cái này đi. Tức là em để là 2 thôi. Thầy hiểu là em giữ cái phương trình ở ui rồi. Giữ phương trình 1 hay hơn chị em. Giữ phương trình 1 tại sao hay hơn? Bởi vì ở đây nó là số 5, số đẹp ấy. Thế còn đây là 25 phần 3. Tất nhiên em giữ phương trình nào cũng được. Ở đây em đang giữ phương trình thứ 2 này. Đúng không? Đây là 7 này. Để nguyên thế, đây là 25, 25 phần 3. Nên giữ phương trình 1 em ạ. Em quan sát xem phương trình nào đẹp thì em giữ. Hiểu không? Phương trình nào đẹp hơn thì giữ. Thì ở đây thầy thấy cái phương trình này đẹp hơn phương trình dưới này. Bởi vì ở đây là 5, còn đây là 25 phần 3. Tất nhiên cũng đúng, không sai được. Thế là bạn ấy tính nó ra này. Cái này thì bằng 5 trị tuyệt đối này bằng âm 15. Bạn ấy nhân chéo. Vẫn để dấu âm, cũng không sai. Tiếp tục cái này bạn sẽ bằng 3. Chính xác. 3 thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp là cộng trừ 3. Rồi, thế còn phương trình dưới thì chúng ta sẽ rút 2. Thôi được rồi. Tức là bạn ấy lại giữ cái phương trình chưa rút gọn. Cũng không sai đâu. Nhưng mà nên để là cái phương trình ấy này thôi. 2, từ chỗ này chỉ là 2 thôi. À là 3 thôi. 3, đây là 7. 7 phần 3. Chị tôi đối này bằng 3 mà. Đấy nha Minh Hoàng nhá. Minh Hoàng hiểu chỗ sai chưa? Minh Thư vừa nãy tắt của thầy à? Hà đúng không? Đấy nha. Rồi bài của Minh Hoàng đây này, điều kiện xác định sai này. Đấy, chúng ta giải như thế này. Kết luận tập nghiệm cũng sai này. Đó, đây là làm bài số 4, số 5 rồi. Hệ phương trình là bài bắt buộc trong đề thi. Hay là em lên làm chiến một câu nữa nhá. Sai lần này chống đẩy 10 phát. Ok, thôi, mời em lên làm nốt nhá. Bài này, bài số 3 đáp số là x bằng 5 cộng trừ 5 phần 3, y bằng 0. Còn một bài nữa, bài cuối cùng dành cho em. Nào, ưu tiên. Nhá, cho Thảo đi. Lên, nào, thầy xóa bài cho. Bài số 4. Thế bây giờ coi như vòng 2 đi. Em bắt đầu từ em. Nhá. Các bạn khác bây giờ thầy sẽ đọc vở bây giờ đây. Các bạn xong chưa để thầy kiểm tra vở. Xong cái chuyên đề chủ đề này. Đây, bắt đầu vòng 2, bắt đầu từ em, không quay nữa. Minh Hoàng lên đi em. Em có đề không? Ừ. Đi học phải mang tất cả những cái bài tập mà thầy phát cho các em cho nó vào một cái túi riêng nha. Đến giờ gì cứ thế cầm đi. Thầy không in tại đâu. Buổi nào thầy in phải sơ cua. Đề phòng các bạn quên. Không, thầy không in từ dày đâu. Không in thừa nữa đâu. Mang tất cả các tài liệu của thầy phát đi. Ê, em lên bảng đi. Đây, thầy để thầy chép lên cho vậy. Bạn nào còn tờ đề nhỉ? Ở đây, bài số 4. Còn là bài số 4 nữa nha. Nắm nốt bài số 4. Bài số 4. Giải hệ phương trình sau. 3 căn x trừ 3 trừ 1 trên trị tuyệt đối của y cộng 1 bằng 1 căn x trừ 3. Đi thi nó cũng không khó đến mức thế này đâu, nhưng mà chúng ta có lúc luyện ở nhà luyện quá nó lên một tí. Rồi, bài cuối cùng hy vọng là không cần phải sửa chữa gì cả. Mời em, đây thầy đổi bút cho, bút này viết sướng hơn đây. Đáng để các bạn, bài số 4 này rất dễ sai điều kiện xác định. Dễ sai lắm. Ô nhỉ, vừa nãy bạn nào bạn ấy tắt của thầy nhỉ? À. Ngọc Hân tắt à?
Chúng ta tiếp tục với bài số 4. Câu số 4, bài số 4, bài cuối cùng ở trong cái chủ đề hệ phương trình chứa căn và trị tuyệt đối. Điều kiện xác định x lớn bằng 3, y khác cộng trừ 1 lại hy sinh rồi. Có ai điều kiện xác định khác không nhỉ? Minh Thư, điều kiện của y là gì? Không có điều kiện gì. Bảo Chi, y có điều kiện gì không? Điều kiện đó là trị tuyệt đối của y cộng 1 phải khác 0. Khi ta có trị tuyệt đối thì luôn lớn bằng 0. 1 thì nó luôn dương rồi. Vậy tổng này nó luôn dương. Vậy là nó đúng với mọi y em ạ. Y bằng bao nhiêu cũng được. Nó cũng biểu tổng này nó cũng luôn khác 0 rồi. Em nhớ chưa? Nhá. Vậy điều kiện ở đây là bạn ý bị lỗi. X lớn bằng 3 đúng rồi. Còn y thuộc R. X lớn bằng 3, y thuộc R. Hoặc là không ghi gì cũng được, không sao đâu. Điều kiện là x lớn bằng 3, y bất kỳ, y thuộc R. Sau đó thì, đấy vừa mới nói rồi, ở đây phải đánh dấu tên vào cái gì tương đương. Hệ phương trình này tương đương với, bạn ấy nhân 2 vào đây, 6 nhân 2 vào đây, rồi nhân 22 vế, ở dưới thì, ở dưới bạn ấy giữ nguyên. Sau đó mình cộng vế lại, ra 7 bằng 7, tốt. Ra căn bằng 1 là ra căn của x trừ 3, em chú ý này. Căn của x trừ 3 phải viết nó bao trọn nhé. Chứ em viết như thế này thì hai này khác nhau. Nhá. Đây, cái này xin lỗi. Ủa dồi ôi, cái dấu này thầy nhìn nhầm. Dấu này không phải dấu căn. Sorry, bạn ấy viết đúng rồi. Viết kéo dài căn ra nhá. Đủ dài nhá. X trừ 3 sẽ bằng 1. Thế còn ở dưới thì bạn ấy giữ lại cái phương trình giữ lại phương trình trên, bạn ấy giữ lại phương trình đầu. Ok, 1, 3 vào đây. Thế cái kia sẽ là 3, 3 trừ đi 1 là trừ 2. 3 trừ đi 1 à? 3 trừ đi 1, à 1 trừ 3, trừ 2 đúng rồi. Sau đó trị tuyệt đối của y cộng 1 sẽ bằng bằng 1 phần 2 chuẩn luôn. X sẽ bằng 4, trị tuyệt đối của y bằng 1 phần, bằng âm 1 phần 2. Trị tuyệt đối của y bằng âm 1 phần 2 vô nghĩa. Trị tuyệt đối, các bạn lưu ý, luôn lưu ý rằng là trị tuyệt đối của một biểu thức luôn lớn bằng 0. Nó không thể bằng âm 1 phần 2 được. Làm sao bằng âm 1 phần 2 được? Sao thỏa mãn được? Em thay 1 phần 2 vào xem trị tuyệt đối làm sao mà ra cái ấy được. Trị tuyệt đối trong máy tính nó bấm là chữ ABS đấy các bạn. ABS là trị tuyệt đối. Trong máy tính có chữ ABS đấy, là trị tuyệt đối. Đấy, các bạn có thể thay vào mà. Bây giờ các bạn thay thử đi. Đây bây giờ giả sử bạn ấy tìm được là x bằng 4, y bằng 1 phần 2. X bằng 4, y 1 phần 2. Các bạn sẽ bây giờ thử lại nhá. Thực hành thử lại này, vào phương trình đầu này. Đây, vào phương trình đầu này. Nghe này, từ màn hình máy tính các bạn bấm cho thầy này. Từ màn hình máy tính bấm đi. Tất cả bỏ máy tính ra bấm đi. 3 căn x trừ 3 trừ 1 trên trị tuyệt đối của y cộng 1. Bấm luôn như thế này cho thầy. Bấm y hệt này cho thầy. 3 căn x trừ 3 trừ 1 trên trị tuyệt đối của y cộng 1. Phải bấm được cái đó. Bấm đi. Ai không bấm được bảo thầy. Cái nút ABS chính là cái trị tuyệt đối. Bấm đi. Bấm được không? Ở đấy. Ok. Từ từ. Em cứ để đấy đã nhá. Bạn đi bấm được rồi. Trị tuyệt đối của y không mà. Y không phải x. Trị tuyệt đối của y. Đấy. Trị tuyệt đối của y. Được chưa? Bấm được chưa? Ôi dồi ôi. Căn x trừ 3 mà chỉ là x trừ 3 thui giết trong căn cơ mà. Bấm lại. Đâu của em đâu? Nó mình đâu? Đấy, bạn ấy bấm thế này. Học ít nhưng mà nó hiểu nhiều. Bấm nhanh đi. Cứ bấm đi cho quen. Mày đính đâu? Nhanh. Vào ta, bấm đi. Thằng này. Nguyễn Gia Thiều mà ôn thế chết. Đâu, bà Chi đâu rồi? Xong chưa? Bấm y hệt kia cho thầy. Bây giờ đang học cách là thử lại đáp số. Là làm gì đấy? Bấm lại đi, đâu xem nào, bấm chưa? Rồi, ok, đấy, bấm cho nó quen nhá. Ai bấm xong chưa? Ai mà chưa bấm được bảo thầy. Rồi, cứ để thế. Úi giời, không phải thế, bấm như thế này cơ mà. Bấm như thế này thôi. 3 căn x trừ 3 trừ 1 trên trị tuyệt đối của y cộng 1. Bấm thế đi. Sau bấm nút này cho thầy, CLC, căn. Sau nó hỏi x bằng mấy đúng không? Thế thì mình ghi là 4. Mình trả lời là 4. Sau này ấn dấu bằng thì nó sẽ hỏi là căn x bằng 4, căn x bằng 4 chưa? Căn chưa? Nó hỏi x bằng mấy chưa?
không không phải ấn bằng một đi, bọn này tầng cầm nền chị chứ không phải bay, bấm mỗi thế này thôi, không bấm bằng một, bấm mỗi thế này thôi được chưa, xong mình so sánh nó mới một, xong mình bấm can này, hãy tính cho tôi biểu thức đó nó hỏi x bằng mấy đúng không, thì mình ghi là 4, sau ấn bằng một cái nữa nó sẽ hỏi y bằng mấy đúng không, nó cho y bằng không sẵn này thì mình phải ghi y bằng 1/2, sau ấn bằng một phát nữa đấy thì nó ra 7/3. Thế 7/3 nó có giống 1 không? Chứng tỏ đấy không phải là nghi âm, chứng tỏ là mình giải sai. Em có hiểu không? Đấy là bấm hai biểu thức, tính hai biểu thức đó với giá trị của x, y cho trước. Em có biết làm chưa? Ai mà chưa biết làm bảo thầy. Bảo chị biết làm chưa? Biết làm chưa con? Can nhá, tính cho tôi biểu thức trên với x bằng 4. Bằng tiếp, nó hỏi y bằng mấy? 1/2. 1/2 tức là 1/2 đấy. Bằng tiếp. Bằng tiếp. Đấy, ra 7/3. Tức là giá trị biểu thức đó sẽ bằng 7/3 khi x bằng 4, y bằng 1/2, không thể bằng 1. Biết làm chưa? Em biết làm chưa? Ok. Nào còn bạn nào không biết làm nào? Em biết làm chưa? Thế này nhá. Ok, x bằng mấy? Nó bằng x bằng rồi, 4 bằng 1/2, bằng tiếp. Cho nó lâu thế. Ê, làm cái gì đây? Ô, từ từ coi. Đây nhá. Từ đây nhá. Em can nhá. Can 4 bằng ơ đây sao nó bằng luôn nhỉ? Chắc nó có 7/3 rồi, đúng không? Sao không có y à? Ở đây y 1/2 đây. Ừ, nó lưu sẵn rồi, 7/3. Không bằng 1 nhá. Đấy là thử. Ê, xong rồi. Thế thì ở đây chúng ta phải ghi là vô nghiệm, âm 1/2, cái này vô nghiệm. Vô nghiệm giải thích là vì trị tuyệt đối của y thì luôn lớn bằng 0. Đấy, còn y trừ 1/2 thì nó nhỏ hơn 0, do đó cái này cũng là sai. Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là S bằng rỗng. Rỗng đây. S bằng rỗng. Chúng ta đã chữa xong cái chủ đề phương trình chứa, hệ phương trình chứa căn và chứa trị tuyệt đối. Đi thi thì nó dễ hơn, nó không có chứa trị tuyệt đối. Có thể nó chứa căn nhưng mà y hiếm khi nó chứa trị tuyệt đối. Nhưng mà lỡ nó ra thì câu này là một câu mà các bạn thầy nãy thích nó ra. Ra để làm sao? Chúng ta làm được mà nhiều đứa chết thì chúng ta mới có cơ hội, đúng không? Đứa nào làm được thì biết tuyển đứa nào. Nó cũng phải có cái câu khó khó lên. Nó mới có những câu mà mình làm được còn chúng nó không làm được. Mình làm đúng còn chúng nó làm được nhưng mà nó làm sai. Mình hơn được chúng nó chứ.